Xin chào anh em, chào mấy anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Không lâu sau những cú nhá hàng gợi lên đầy ắp sự tò mò về sự kiện có quy mô lớn nhất nhì năm 2020 được hé lộ, thì ngay rạng sáng ngày hôm qua, 15 tháng 7, Von đã chính thức trình làng Summer Event sau gần 2 tháng chờ đợi. Bỏ qua những sự thất vọng trong công cuộc chuyển giới của anh chàng cục xúc Anti-Mage thành waifu quốc dân, giờ đây Von đã rất khéo léo sửa sai và bẻ lái những lời phàn nàn đó thành sự hào hứng và cuồng nhiệt đổ dồn vào Aghanim's Labyrinth, tên gọi của sự kiện in-game hứa hẹn trở thành cơn địa chấn mới của Dota 2. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thứ hay ho sẽ có mặt trong sự kiện đình đám này nhé. Let's go! Theo như suy đoán từ trước, Aghanim's Labyrinth hay Mê Cung của Aghanim là sự kiện được diễn ra ở một chiều không gian khác với chiều không gian hiện tại của Dota giới. Cụ thể ở đây là Astral Dimension, không gian hư vô. Với chủ đề xoay quanh nhân vật chính là đại pháp sư kỳ tài nhất vũ trụ Dota, người được cho là mang sức mạnh của Á Thần, đồng thời là sư phụ của Invoker và cũng là cha ruột của Rubik, Aghanim. Aghanim vốn cũng là người gắn liền với truyền thuyết tạo ra Aghanim Scepter, chiếc quyền trượng huyền thoại trong vũ trụ Dota. Tên của vị pháp sư đã chính thức lộ diện vào 15 năm trước. Thế nhưng mãi phải đến ngày hôm nay, chúng ta mới chính thức được diện kiến dung nhan của gương mặt thân quen này. Theo mô tả của sự kiện thì có vẻ như Aghanim đã trở lại sau thời gian dài lạc lõng và bị giam cầm trong một không gian hư vô mà Meme đoán là ở trong chính cây quyền trượng của ông. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao Von lại thay đổi biểu tượng của Aghanim Scepter. Và trong trailer, chúng ta cũng có thể thấy rõ việc cây gậy xanh trong tay Tux bỗng dưng bị vỡ ra thành trăm mảnh. Ngay sau đấy là giọng nói của Aghanim vang lên. Sự xuất hiện của Aghanim trong sự kiện lần này cũng được ông ta giải thích là để thử thách và tìm ra kẻ mạnh nhất trong số các chiến binh của Dota giới, thông qua những con quái vật hùng mạnh mà ông ta mang tới từ những không gian đen tối nhất. Một điều trò trêu ở đây là ngay sau khi nhân dạng thật của Aghanim được hé lộ, tất tần tật những giả thuyết liên quan tới việc liệu Void Spirit có phải là cha của Rubik rốt cục đã có câu trả lời. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của ông ta vẫn còn mang khá nhiều ẩn ý và có thể trong tương lai chúng ta sẽ khai phá thêm được kha khá giả thuyết khác từ Aghanim thì sao. Mà biết đâu, Void Spirit thật ra lại có quan hệ con ông cháu cha ruột thì gì đấy với cha con nhà Rubik ấy chứ. Quay trở lại với cách chơi của sự kiện mùa hè, thì đầu tiên, trải nghiệm về Aghanim's Labyrinth có thể khiến chúng ta nhớ đến những sự kiện đình đám đã từng diễn ra trong quá khứ có lối chơi nhập vai tương tự, chẳng hạn như Frostyverse, The Underhollow, Dark Moon hay Sealbreaker. Van cũng lưu ý là người chơi Dota 2 vẫn có thể trải nghiệm sự kiện mùa hè cho dù không sở hữu Battle Pass. Tuy nhiên với những người sở hữu thì họ sẽ có cơ hội mở khóa tới 2.000 Battle Points mỗi tuần. Nhìn chung thì Aghanim's Labyrinth là một chế độ chơi 4 người. Cùng với nhau chúng ta sẽ lập thành một đội và bước vào các thử thách của Aghanim. Sẽ có tổng cộng 18 thử thách tương đương với 18 vòng mà chúng ta phải trải qua, bao gồm cả vòng đối mặt với chùm cuối Aghanim. Trong suốt hành trình, bạn cũng sẽ thu thập được các Aghanim Scepter Shard, thứ sẽ giúp cường hóa các kỹ năng đặc biệt của hero đã chọn. Trước khi bước vào một phòng mới, bạn sẽ được lựa chọn thử thách mình sẽ đối mặt. Một khi đã bước vào phòng kế tiếp thì bạn sẽ không thể quay trở lại căn phòng cũ. Ngay khi đi đến điểm cuối cùng trong mê cung, bạn sẽ chạm trán với Apex Mage, hay nói cách khác chính là Aghanim. Phần thưởng dành cho bạn nếu đánh bại được hắn đó là một lượng lớn level Battle Pass cùng với việc mở khóa những độ khó cao hơn. Những thử thách khó hơn bình thường được gọi là các Ascension Level. Có tổng cộng 3 Ascension Level. Chưa tính độ khó cơ bản là Apprentice thì chúng ta sẽ có các độ khó như sau: Magician, Sorcerer và Grand Magus. Mỗi cấp độ sẽ ẩn chứa trong đấy những phần thưởng độc nhất vô nhị, đơn cử như Chadwell có liên quan tới Aghanim. Bên cạnh đó, mỗi lần thám hiểm mê cung, bạn sẽ nhận được Arcane Fragment kể cả khi có hoàn thành các thử thách hay không. Tối đa người chơi có thể nhận được gấp 3 lần số lượng Arcane Fragment được cho ban đầu là 1.800 mỗi tuần. Chưa dừng lại ở đấy thì mỗi tuần một lần bắt đầu từ 21 tháng 7, chúng ta cũng có thể tham gia tranh đấu với các tổ đội chạy bo khác để có mặt trên bảng vàng của sự kiện. Theo đấy thì Von sẽ tạo ra một mê cung ngẫu nhiên được thay đổi mỗi tuần để thu hút người chơi. Các tổ đội thoát khỏi mê cung trong thời gian ngắn nhất và hoàn thành nhiều thử thách nhất sẽ nhận những phần thưởng đặc biệt từ chính Aghanim. Cụ thể, hạng nhất, Aghanim's Interdimensional Baby Roshan. Hạng 2, Waterlogged Kunkka Shoes. Hạng 3,
Hạng 3, Arcana Bách Kỳ. Hạng 4, thay đổi hiệu ứng của gậy xanh trong game. Hiệu ứng này sẽ được làm mới mỗi tuần cho tổ đội tiêu diệt được boss sớm nhất. Với những thử thách đầy bánh cuốn như thế này, thì người chơi có thể làm thế nào để xoay sở trong mê cung phức tạp của Arcanim và đánh bại ông ta? Ở đây Meme sẽ có một vài gợi ý nhỏ, mong là có thể giúp anh em có những trải nghiệm dễ thở hơn trong mê cung nhé. Đầu tiên, một số lưu ý để chọn ra một lineup khả quan cho độ khó cơ bản. Phổ biến nhất, nên có một tanker, một healer và hai sát thương chủ lực trong đội hình, trong đấy bao gồm một sát thương tay ngắn và một sát thương tay dài. Nên chọn những hero có kỹ năng gây sát thương diện rộng để dọn quái khỏe hơn. Với lineup có nhiều healer thì giai đoạn đầu qua cửa sẽ khỏe, nhưng mà đánh boss cuối thì sẽ hơi khó khăn một chút vì thiếu sát thương và khó trâu được như các tanker. Sau đây là một số lineup đang phổ biến thời điểm hiện tại mà anh em có thể tham khảo nhé. Snapfire, Ursa, Omni Knight, Tuska. Sniper, Ursa, Witch Doctor, Magnus. Omni Knight, Sniper, Weaver, Disruptor. Trong số này thì Weaver sẽ là một lựa chọn không tồi khi hero này có bộ kỹ năng đặc biệt rất được yêu ái. The Swarm sẽ giết được hai con boss kỵ sĩ khá khỏe và giữ chân creep cũng tốt với lựa chọn tăng số lần để diệt. Germinate Attack với lựa chọn hút 20% máu, thỉnh thoảng sẽ đánh lan ra 4 mục tiêu khác. Nhìn chung với thời gian hồi chiêu nhanh thì khá ổn để đánh boss. Time Lapse có lựa chọn hồi toàn bộ máu và mana khi dùng, hơn hết là có thể chọn sử dụng lên cả đồng đội. Bên cạnh đó, với lineup có Mars thì nên tập trung vào Bulwark trước tiên, rồi mới tới God's Rebuke và cuối cùng là Arena. Spears of Mars sẽ không cần thiết lắm vì kỹ năng này không thể gây choáng những con chùm. Gợi ý, Sniper, Mars, Omni và Viper kết hợp với Radiance cũng là một lineup rất đáng để thử nha. Thứ hai sẽ là một số mẹo qua cửa mà mẹ đã tổng hợp sau 1.800 lần ăn hành sấp mặt mà anh em có thể tham khảo. 1. Bạn không thể mua hơn 3 mạng nếu không muốn mất phí 1.000 vàng vào tay gian thương. 2. Sau mỗi lần vượt qua thử thách, nên ưu tiên chọn vàng thay vì những lựa chọn khác như thêm mạng hay là trang bị. Bởi chọn vàng thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, bao hàm cả hai lựa chọn còn lại. 3. Với những căn phòng yêu cầu phá hủy những cột trụ sớm nhất có thể, chúng ta có thể mau chóng chú ý đến sự xuất hiện của chúng trên bản đồ trước tiên. 4. Ở map Warlock thì giết Warlock trước để Golem yếu đi, nhanh chóng phá trụ để qua màn. Có thể đưa hai người đi lùa quái và hai người đi phá trụ. Chú ý né cả Thái Dương hạ sàn nhé. 5. Ở map đấu với hai con boss kỵ sĩ thì cố gắng tách hai con ra và giết chúng cùng một lúc. 6. Cố gắng né đi những con trùng khó nhằn như Tiny. Thay vì thế chúng ta có thể chọn những mục tiêu dễ thở hơn như Red King hay là Void Spirit. Tương tự với các map có Naga và Corridor of Chaos. Ở map Timbersaw, gã thợ mộc này có tầm đánh khá rộng, thế nên anh em cần lưu ý tách xa nhau ra. Sẽ có lúc gã vận chiêu ngay tại chỗ thì với hero tay ngắn nên chú ý để chạy xa khỏi boss nhé. 8. Ở map Morphling thì cố gắng phá trụ to để không xuất hiện lũ Morph con. Cố gắng kéo chúng ra chỗ có bom và diệt chúng để lũ này không chặn chúng ta khỏi đường chạy né waveform của con chùm. 9. Ở map Patch, Techies thì con Techie này sẽ chạy theo đường thẳng và giải bom đỏ trước. Khi giải xong thì nó sẽ ném bom gây choáng vào đúng vị trí của mình. Về phần Patch thì nó sẽ chăm chăm kéo bạn vào bom mà thôi. Chỉ cần nhớ combo này của chúng thì sẽ dễ né hơn rất nhiều đấy. 10. Ở map Spectre thì lúc nó mở giáp phản, tuyệt đối không gây sát thương lên người nó. Đợi hết giáp, hẵng bay vào hấp nhé. Cuối cùng là một số lưu ý khi mà đánh đít ông bố hư hỏng của Rubik. Bloodthorn và Nullifier là hai trang bị khắc chế khá tốt Arcanim. Bạn sẽ cần tới gậy đầy, Forkstaff, Hurricane Pike hay bất cứ kỹ năng cơ động nào có thể giúp bạn né được tia laser của Arcanim. Đây gần như là sát chiêu của ông ta khi có thể rút máu bạn cực nhanh mà lại khó né tránh với tốc chạy thông thường. Hơn nữa tia này còn để lại một dải lửa xanh thiêu đốt ngay tại nơi nó bắn tới. Khi còn dưới 50% máu, Arcanim sẽ tạo ra những tảng đá màu xanh bay là lả xung quanh ông ta. Những tảng đá này khá khó chịu khi có khả năng trói chặt kỹ năng của chúng ta. Do đó phải cố gắng phá chúng đi sớm nhất có thể. Ok, vừa rồi là một số gợi ý giúp anh em có thể trải nghiệm sự kiện mùa hè thoải mái nhất có thể. Mong là video có thể giúp ích cho anh em. Và nếu anh em phát hiện ra những bug hay là mẹo chưa hay ho nào thì cũng đừng quên chia sẻ với khán giả và bà Meme nhé. Like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Còn bây giờ, chúc anh em có những giây phút cày game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.